Ok bạn ơi, thì xe đã đến rồi đây. Thì bây giờ Hero Team bọn mình sẽ cùng nhau gọi là đi suối tiên để vui chơi cùng với nhau mọi người ạ. Và để xem coi hôm nay Hero Team bọn mình sẽ đi chơi cái gì nha. Rồi, chào mọi người cái luôn. Cây, chào mọi người cái cây. Thành, chào mọi người Thành. Thôi bỏ đi. Ok các bạn ơi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi suối tiên nha. Ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta đã cùng nhau đến được suối tiên rồi nè. Trời ơi các bạn ơi, bạn coi kìa, ở ngoài kia nguyên một con cóc to đùng luôn. Mà không thì không sợ cóc lắm bạn ơi. Trời ơi, thôi đừng lại gần nó, ghê quá. Anh em mình quyết định đứng vào đây đi chụp ảnh cho đẹp bạn ạ. Đó, mấy con rồng nè, để con rồng cháu tiên nha đây. Người Việt Nam con rồng cháu tiên. Vô đi mọi người ơi, đến suối tiên rồi mọi người ơi. Hôm nay Hero Team đội nón của Free Fire mọi người ạ. Cá mui được vé trẻ em mọi người, nếu mọi người không biết thì cá mui được vé dành cho trẻ em nha. Ôi xề, lâu lắm rồi Hero Team của bọn mình mới có một cái dịp đi chơi chung nhau mọi người ạ. Bình thường thì khi anh em bọn mình mà đến Sài Gòn á thì toàn là gọi là đi làm việc thôi, chứ ít khi nào mà đi chơi với nhau lắm. Đấy, cho nên lần này là lâu lắm rồi mới được đi chơi, khá là vui. Hả? Sao có rất nhiều người lần đầu đi suối tiên trong Hero Team? Ừ, em cũng lần đầu đi suối tiên nè. Nếu như mấy bạn không biết thì ngày xưa gia đình Phong rất là nghèo luôn, cho nên là Phong không được bao giờ được đi suối tiên, đi vui chơi ở mấy cái khu vui chơi này hết. Cho nên đây là lần đầu tiên Phong đi gọi là suối tiên mọi người ạ. Và hôm nay bởi vì là Hero Team bọn mình là những người rất là thích tập thể dục, cho nên bọn mình quyết định thuê xe để đi mọi người ạ. Đó, cho tập thể dục. Thì đó, ok. Ok mấy bạn ơi, và xe đã tới rồi đây. Đó, bạn thấy không, Hero Team mà mình thuê nguyên một chiếc tàu lửa để đi. Ôi trời, bên đây cũng có nè, xe nó tung mình rồi. Ờ, không được, chạy qua đây nhanh. Đấy, quá xịn sò con bò cười luôn. Bánh xe đã bắt đầu lăn bánh rồi mấy bạn ơi. Ui trời ơi các bạn, coi kìa nguyên cái lâu đài luôn bạn ơi. Trời ơi, đúng là người đầu tiên, người lần đầu đi suối tiên có khác mọi người à, thấy cái gì cũng bất ngờ anh em. Hey mấy bạn ơi, sau khi đi một vòng suối tiên thì Hero Team bọn mình quyết định sẽ đi chơi xe điện đụng mọi người ạ. À, rất là vui luôn. Siro à, anh đã sẵn sàng đua xe với em chưa? Ok. Anh thua em chắc. Hello anh Dịch. Xem tay đua Phong cận đua với Siro nè. Rồi xong tung luôn rồi hả? Bây giờ bạn hãy coi mình đây. Mình sẽ quẹo ra xa xa xíu, sau đó mình sẽ canh một người mình tung. À, Sammy kìa bạn. Đấy, Sammy thôi. Mình nghĩ mình sẽ tung Sammy. Ok. Cái gì vậy? Sao ngươi dám tung ta? Lên cao mùi xấu xa này. Sammy lại mọi người ạ. À đây, Sammy rồi. Thấy Sam rồi. Sam rồi, thấy Sam rồi. Cái gì cái đó? Cái gì cái đó? Mình đang tung Sam mà. Đi ra chỗ khác. Đồ láo cá thật. Trời ơi trời, tức quá, nhất định lần này mình phải tung được Sam. Đến bắt được Sam. Sam đứng lại. À, thấy Sam rồi anh ơi. Thấy Sam rồi. Thấy Sam rồi, thấy Sam rồi. Thấy Sam rồi. Đứng lại. Chạy cho thét. Chạy đâu, chạy đâu cho thét. Đứng lại. Đứng lại. Nè, tung này. À, cá mui hả? Tung cá mui luôn nè. Chết rồi, đi bay. À. Ê, trời ơi bạn ơi, mấy thanh niên này đua xe đỉnh cao quá, mình đua không lại bạn ạ. Ơi, phải kiếm một người nào đó thật là dễ để mình gọi là mình tung mới được. Thế có ai đây ta? Sammy thì mình tung rồi nè. Còn ai nữa? À, Simmy mọi người ạ. À. Simmy. Ơi, lại là Timmy kìa trời. Mình phải né Timmy ra mọi người ạ. À. Simmy nè. Simmy. Ấy da, cái gì vậy sao? À! Rồi. 2 3. Đi rồi. Sao đây? Có con lên nè. 1 2 3 đứa nè. 2 3 Và sau khi Hero Team mình chơi đua xe xong thì bọn mình đã quyết định đi đến thăm hồ cá sấu mọi người ạ. À. Ôi rồi ôi, không biết con cá sấu như thế nào nha. Dạ vâng, cho em xin một vé. Cảm ơn anh Dịch đẹp trai. Này, đi thôi bạn ơi. Dạ đây. Dạ em cảm ơn. Trời ơi các bạn ơi, cá sấu kìa. Ủa mà khoan, cái này là cá sấu giả nha. Bên đây mới đúng. Đó, rồi các bạn thấy cá sấu kia chưa? Ê, bé ơi. Cái gì vậy? Bé cá sấu ơi, bé ơi đi đâu vậy? Qua đây chơi nè. Thấy không vui nha. Qua đây chơi nè bé ơi. Ơi bé ơi, qua đây chơi bé. Mày bị điên à? Lại đây chơi nè. Rồi trời, sao nằm im vậy? Bé ơi, giận hả? Qua đây bé ơi. Rồi sống nằm im luôn, giỏi rồi. Bơi đi chỗ khác rồi. Tên bé nè. Ok bạn ơi, bây giờ bọn mình đã mua một cái vé để đi câu cá sấu nữa bạn. À, mình sẽ câu cá sấu cho bạn xem nha. Cho con một cần câu cô. Dạ vâng. Wow. Ôi trong đây nó móc cái này là cái gì vậy con? Phổi heo. Phổi heo hả?
À dạ dạ dạ, ok. Đây mấy bạn ơi, mình đã thấy ở bên đây có mấy con cá sấu nè. À, đang bơi nè bạn. Ok, bây giờ mình sẽ câu nó nha. Ơi. Ê cá sấu ơi, đồ ăn nè. Đồ ăn nè. Đồ ăn nè cá sấu ơi. Ê. Mày chết mày kìa mày. Tôi thả miếng thịt xuống cái nó ăn xong mất luôn miếng thịt nữa bạn ơi. Ok, bây giờ các bạn coi Sammy câu cá sấu nha bạn. Trời, cái gì vậy? Rồi bạn coi nè. Đây là miếng thịt của Sam nha bạn. Ôi bạn coi nè, thả miếng thịt xuống thôi mấy con cá sấu nó bơi là quá trời luôn bạn ơi. Ôi trời. Sammy đang kiểu wow miếng thịt đi qua đi lại qua lại. Ui nó đang ăn miếng thịt kìa bạn. Ui nó ăn miếng thịt kìa. Ui giật lại. Trời ơi, liêu quá trời ơi. Ai bây giờ Sammy câu con thứ hai các bạn ạ. Cố anh Sam. Này. Ôi nó hả miệng nó kìa bạn, nó hả miệng nó kìa. Hả miệng nó kìa. Ui nó ăn kìa, nó đòi ăn kìa. Liêu. Rồi xong rồi, nó không thèm ăn luôn rồi. Ui. Ôi bạn coi kìa, cá sấu đang ăn kìa bạn. Ui trời. Ghê vậy. Trời ơi bạn ơi, bạn coi nè. Mấy con cá sấu sau khi nó nghe được mùi máu á bạn, thì nó sẽ bơi lại ở gần đây để nó ăn các bạn ạ. Rồi bạn coi nè đó. Hero team một mình đang đứng câu cá sấu. Trời ơi. Mấy ông mè ham. Ôi trời. Nhưng mà thịt rất là rẻ nha các bạn. Chỉ có gọi là 3.000 là các bạn sẽ được câu cá sấu thôi. Chỉ cần 3.000 thôi, ỏ thôi nó ăn kìa. Ui trời ơi, rồi xong nó dính luôn rồi. Dính luôn rồi. Rồi xong, dịch. Ui. May quá, miếng thịt của dịch vẫn còn các bạn ơi. Tưởng cá sấu ăn mất miếng thịt rồi chứ. Anh dịch đang chiêu cá sấu mọi người ạ. Các bạn coi cái con nó há miệng á, đợi để nó ăn nữa các bạn. Dị dịch. Có lẽ là anh Dịch khá thích cái trò câu cá sấu này các bạn ạ. Nó đồ ăn trụng gì vậy bên dưới. Nó quên. Vâng, và đây là hình ảnh của anh chàng Phong Cận TV đang chuẩn bị ra trận anh em. Ôi ghê chưa? Nếu bạn không biết là hồi nãy mình câu, mình mới thả xuống xong mình mất miếng thịt luôn, mình rất là cay cho nên bây giờ mình phải câu lại. Phong chưa kịp làm gì. Mày coi nè, trên đầu đó, để cùng để trên đầu nó không, để trên đầu nó. Ôi. Trời má. Xém tí mất miếng thịt nữa rồi. Có con ngoài kia kìa bạn. Nó đang giận. Trời ơi. Mất thịt luôn. Mất tiêu cục thịt tiếp. Mày ăn tao luôn đi. What? Mày ăn tao luôn đi. Má câu hai lần mất thịt hai lần luôn. Ê, bạn ơi. Bạn cá sấu ơi. Sao ngủ trưa vậy bạn? Hả? Buổi trưa là phải đi dậy đi làm việc đi chứ, có làm mới có ăn chứ. Trời ơi trời, người ta tốn tiền, ta vô đây ta mua vé, ta coi bạn nằm ngủ vậy bạn. Trời ơi, lười biếng, riết rồi mập luôn các bạn, mập đít luôn. Ôi trời ơi các bạn ơi, bạn coi kìa. Trước mặt bọn mình là rất là nhiều những bạn nhỏ luôn. Một tí nữa chạy đến không biết mấy bạn nhỏ nhận ra bọn mình không ta. Để đáng xem nhé. Ui hình như là bạn có thấy mình rồi anh em ơi. Hello mọi người. Hả? Wow, gặp quá trời fan luôn bạn ơi. Wow. Ôi bạn coi. Đông dễ sợ. Hello mọi người.
ơi, fan đông quá trời đông luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi, thương mấy bạn quá trời quá đất luôn. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Ok các bạn ơi, thì bây giờ thì mình và Sammy sẽ cùng nhau về nhà mọi người ạ. À. Nhà của mình ở đâu? Đó chính là ở Thủy Cung. Nhà của bọn mình đó bạn. Ok bạn ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong Thủy Cung mà chúng ta sẽ chui vô cái miệng của con cá. Đây rồi, về nhà mình. Hả? Đây là nhà của tụi mình. Ừ, đây là nhà của tụi mình nha bạn. Mình là cá heo, còn Sam là cá mập. Bây giờ bọn mình sẽ chui vô nhà của bọn mình đây. Nhà bọn mình là ở trong miệng của con này bạn ơi. Ok, chui vô miệng đó nào. Đi thôi nào, chỉ với 20 ngàn các bạn sẽ được tham quan nhà của Phong. Vào wow, bên trong cái miệng con cá nữa bạn. Đi xuống cầu thang. Cho em gửi. Wow, ui, con cá gì to vậy? Ủa, hàng xóm của mình bạn ơi. Rồi, còn bên đây là em họ của mình nữa bạn. À, em họ của mình nè. Hello, nhớ anh không? Anh là Phong Cận nè. Trước anh hay đi chơi nhảy dây với mày á, nhớ không? Có Sammy. Wow, nhìn nó ngầu thật sự các bạn ơi. Có con bên kia đang bơi nữa kìa. Wow, cá mập. Wow. Mấy bạn ơi, bên đây có con cá này là cá nóc đúng không ta? Cá nóc nữa bạn. Trời ơi. Cá này là, ôi đâu phải cá nóc đâu. Cá nóc nó tròn vo à. Cá mập quỷ. Tèn 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 tèn. Còn đây là cụ rùa mọi người ạ. À. Dạ con chào bác rùa, bác rùa nhớ con không? Con là Phong Cận nè. Lúc nhỏ con hay qua bên nhà bác bẻ ổi ăn á bác. Nhớ con không bác? À, anh cá siêu to khổng lồ mọi người ạ. À. Anh này thì nhìn rất là giống con cá lóc luôn nhưng mà anh ấy lại rất là to. Không biết anh ấy có ăn được ngón tay của mình không ta? Trời, nhiều khi anh này anh nuốt mình luôn các bạn, chứ không thôi ăn ngón tay mình đâu. Trời ơi, bạn coi nè. Hình như là dài hơn 1 mét luôn bạn ơi. Trời ơi, trời. Đẹp dễ sợ. Ok mọi người ơi, sau khi mà chơi xong thì mấy bạn coi tóc của mình nè, bù xù hết luôn các bạn ơi. Và giờ mình đã ăn kem để cho nó mát mọi người ạ. À. Ok, thì cái bữa đi chơi hôm nay của Hero Team bọn mình chơi rất là nhiều trò chơi luôn. Nhưng mà là do có một số trò rồi là không được phép quay, cho nên là mình chỉ quay được một số trò nhỏ nhỏ cho các bạn xem thôi. Đấy, và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên hãy để lại cho Phong một like nè, một share nè, và nhớ nó subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Ok, và hẹn gặp lại anh em những video vlog lần sau. Bye bye.